Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin điểm tin nhanh chiều ngày 17 tháng 4. Chương trình được phát sóng trên hệ thống truyền hình VTC, ứng dụng VTC Now và các trang mạng xã hội của VTC Now. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Cựu Giám đốc Nguyễn Quang Tuấn và 11 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tại tòa, cựu Phó trưởng Phòng Vật tư Bệnh viện Tim Hà Nội thừa nhận cáo trạng quy kết bị cáo là đúng, không oan gì, xin khắc phục hậu quả số tiền 300 triệu đồng là tiền lương 15 tháng làm việc. Theo cáo buộc, ông Đoàn Trọng Bình, cựu Phó trưởng Phòng Vật tư Bệnh viện Tim Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Mua sắm, thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, là người có chuyên môn về đấu thầu, phụ trách việc cung cấp vật tư và tổ chức đấu thầu các gói thầu. Ông Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu với vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Quang Tuấn thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm Xã hội, số tiền hơn 53 tỷ đồng. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Bình thừa nhận cáo trạng quy kết bị cáo là đúng, không oan gì. Ông xin khắc phục hậu quả số tiền 300 triệu đồng là 15 tháng làm việc. Ông cho rằng mình đã không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian này nên xin gửi lại tiền lương trong 15 tháng, chứ số tiền tôi khắc phục không phải là tiền tôi được nhận. Vẫn theo lời khai của ông Bình, bị cáo thực hiện theo sự chỉ đạo của giám đốc. Bản thân bị cáo lấy giá thẩm định sai, hợp thức đấu thầu là sai. Kính thưa quý vị, ngày 17 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh, trật tự và tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn, trong đó có số điện thoại của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Theo đó, số điện thoại 0962297777 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, thường trực 24/24 giờ, tiếp nhận các tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo, phản ánh tình hình an ninh, trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng chính là số điện thoại cá nhân của ông Đinh Văn Nơi, được công khai rộng rãi để mọi người dễ dàng báo tin về an ninh trật tự từ đầu tháng 7 năm 2020. Khi ông Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thời điểm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi từng dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng, trực tiếp tiếp nhận thông tin phản ánh tố giác tội phạm của người dân. Đại tá Đinh Văn Nơi từng chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án lớn như vụ buôn lậu 51kg vàng từ Campuchia về An Giang, vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỷ đồng tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thời điểm 11 tháng 9 năm 2022, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tháng 1 năm 2023, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi được Chủ tịch nước phong hàm Thiếu tướng. Từ khi về làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tiếp tục chỉ huy nhiều chuyên án lớn như vụ mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị, trước xu hướng đi lên của giá xăng dầu thế giới, nhiều dự báo cho rằng giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành ngày 21 tháng 4 có thể tiếp tục tăng giá. Trong phiên đầu tuần, giá dầu thế giới giao dịch ở mức 86,33 đô la Mỹ trên một thùng, với dầu Brent tăng ở mức 0,02% và 82,52 đô la Mỹ trên một thùng với dầu WTI tăng 0,01%. Tuy không tăng mạnh như các phiên trước, nhưng giá dầu Brent và dầu WTI vẫn neo ở mức cao. Tính chung cả tuần trước thì giá dầu Brent tăng 1,5%, dầu WTI tăng 2,4%, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất của giá dầu kể từ tháng 6 năm ngoái. Theo giới phân tích, đà tăng của giá dầu thô thế giới gần đây chủ yếu do lo ngại chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và dự báo cung cầu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế vừa được công bố cuối tuần qua. Trước biến động đi lên của giá dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh tới có thể tăng nhẹ. Mức tăng phụ thuộc vào diễn biến giá dầu thế giới những ngày tới và điều hành quỹ bình ổn giá. Hiện tại, giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào sáng ngày 17 tháng 4 được áp dụng theo phiên điều chỉnh ngày 11 tháng 4 của Liên bộ Tài chính Công thương. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.072 đồng trên 1 lít lên mức 23.173 đồng trên 1 lít. Xăng RON 95 tăng 1.120 đồng trên 1 lít lên mức 24.245 đồng trên 1 lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 719 đồng trên 1 lít lên mức là 20.149 đồng trên 1 lít. Giá dầu hỏa tăng 702 đồng trên 1 lít lên mức là 17.739 đồng trên 1 lít. Giá dầu mazut tăng 756 đồng trên 1 kg lên mức là 15.194 đồng trên 1 kg. Gần đây, các ngành chức năng liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó lường. Và đáng nói là các đối tượng lừa đảo đa phần dùng sim giác để thực hiện hành vi và dẫn dắt nạn nhân chuyển tiền qua ngân hàng.
Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu nguyên nhân có đến từ việc ngân hàng đang dễ dãi trong mở và quản lý các tài khoản, hay lỗ hổng đến từ nguyên nhân khác? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng SIM rác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, đe dọa, tống tiền, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức cá nhân, thì tất cả các SIM điện thoại phải chuẩn hóa thông tin trước ngày 31 tháng 3, nếu không sẽ bị khóa. Nhưng đây là những gì mà phóng viên VTC14 ghi nhận sau ngày 31 tháng 3. Tháng nhé, hay là 2 tháng? Tức là có cả những đoạn cần 1 tháng cũng được ạ? Ừ, thì nó cho, ví dụ nó cho luôn cái ưu đãi cho 1 tháng. Đấy ạ. À, cái đấy thì bao tiền ạ? 200 nghìn. Đấy là của mạng gì đấy ạ? Mobifone. Hoặc là 250 thì có Viettel. Em tưởng là cái này phải lấy cả cái căn cước của em không cần à? Này hỗ trợ không cần, ngắn ngày cần gì đúng không ạ? Đợt vừa rồi nó có cái thông tin là sau ngày 31 tháng 3 ấy. Nghị định 49 là chặn một chiều mới khóa hay thế gì ạ? Đúng rồi. Thì liệu rằng là chị mua cái này mà không cần căn cước công dân của chị thì liệu có bị gì thế không? Khóa này em mở cho. Tức là mình sẽ có cách để mở được à? Hay là như nào? Em nhờ nhân viên Viettel mở cho. À. Thì có nghĩa là những cái SIM này là đang là mang tên người khác đúng không? Vâng. Để có một tài khoản ngân hàng cũng dễ không kém một chiếc SIM điện thoại. Trên mạng xã hội, việc bán data khách hàng, mở mới tài khoản ngân hàng online không qua kiểm duyệt hay bán tài khoản ngân hàng diễn ra tràn lan, không kiểm soát. Có lẽ đây chính là kẽ hở giúp kẻ gian ẩn mình khi sử dụng tài khoản ngân hàng, lừa nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Cái việc quản lý tài khoản ngân hàng hiện nay chúng ta thấy rằng cũng là một vấn đề. Rất nhiều người ta chỉ lập ra cái tài khoản mang tên chính mình, nhưng mà để làm gì? Không phải để sử dụng mà là để bán. Bán có thể, ví dụ đối tượng ở đây có thể là các em sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn, những cái người mà lao động tự do, họ có gặp những vấn đề về kinh tế, cho nên khi được thu mua với cái giá khoảng tầm 500.000 thôi là họ đã bán được cái tài khoản của mình rồi. Và đương nhiên khi mà chuyển tiền vào những cái tài khoản này thì đương nhiên không phải là những người chính chủ nhận được tiền mà là chính các đối tượng đã nhận được tiền. Và đây cũng là một cái kẽ hở trong cái vấn đề quản lý. Trước tình trạng trên, không chỉ người dân bức xúc mà những người nghiên cứu về luật cũng chỉ ra những bất cập trong quản lý của các ngân hàng. Tiền đã chuyển vào, các đối tượng sẽ chỉ thực hiện hành vi lừa đảo khi và chỉ khi họ có khả năng lấy được tiền ra, tức là đạt được lợi ích. Muốn lấy được tiền ra, muốn đạt được lợi ích, số tiền này bắt đầu vào tài khoản A, thì sau đó trên hệ thống e-banking, họ phải tìm mọi cách làm sao chuyển, phân tán ra ngay. Vài ba tài khoản khác lại trụm về một hai tài khoản nào đó. Qua 2-3 lần thì nó bắt đầu sẽ được rút tiền ra. Tất nhiên họ sẽ mất một khoản chi phí nào đó. Vậy tức là gì? Quan điểm của chúng tôi là đi theo dòng tiền. Cái đồng tiền đấy nó chạy đến đâu thì tự nhiên nó kiểu quay gì kiểu gì nó cũng về đến đích, về đến cái chỗ mà chủ mưu của hành vi phạm tội đó. Tức là chúng ta gọi là chùm cuối sẽ ra được nếu như chúng ta chạy theo dòng tiền. Thế nhưng dường như ngân hàng nhà nước đang đứng ngoài cuộc trong việc chống tội phạm lừa đảo trên mạng. Nhiều chuyên gia lại cho rằng ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian, mọi thông tin giao dịch giữa các tài khoản là bảo mật. Và đa số sau khi lừa đảo, các tài khoản này sẽ thường ngay lập tức chuyển tiền đến nhiều ứng dụng khác rồi mới rút tiền, nên rất khó truy xuất.